Nào đầu tiên là có một câu when it's your birthday, nghĩa là ngày sinh của bạn là gì, thì mình sẽ trả lời là it is gì đó nhá. Yes, này gì đó, thì cái quy tắc đọc ngày sinh của mình thì mình cũng đã biết rồi. Đầu tiên là ngày, sau đó là of, sau đó là tháng, sau đó là in, sau đó là năm. Ok, đây đây là dấu tích đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ có một câu hỏi mà mình được học trong bài này, đó chính là hỏi về giờ. What time is it? What time is it? Đó là câu hỏi về giờ chị nhé. Là bây giờ, là họ là mấy giờ rồi, mấy giờ rồi. Ok, thì mình cũng sẽ tương tự như vậy luôn, mình sẽ trả lời là it is và mình nói giờ ra. Ok. Ok, đây là câu hỏi về giờ. Tiếp theo mình sẽ có câu hỏi về tuổi chị nhé. Tuổi, đầu tiên là tuổi là sẽ là how old are you, thì sẽ là bạn bao nhiêu tuổi. Ok, bạn bao nhiêu tuổi, thì mình sẽ trả lời là I am và mình nói số tuổi của mình ra chị nhé. Và nếu mà người ta hỏi là cô ấy anh ấy bao nhiêu tuổi thì mình sẽ trả nói là how old is she, hoặc là how old is he, thì là anh ấy cô ấy bao nhiêu tuổi nhé. Anh ấy cô ấy bao nhiêu tuổi. Để mình dễ phân biệt thì dưới mỗi câu hỏi thì chị để cho nó là dấu chấm hỏi phía sau câu hỏi, thì mình sẽ biết là khi nào là câu hỏi, khi nào là câu trả lời chị ha. Ngày sinh của bạn. Đúng rồi, ngày sinh của bạn. Ok, và chúng ta sẽ có how old is she và how old is he. Ok, chữ có nhỏ quá không chị, để em phóng to lên cho mình nhé. Để màu đỏ thấy rõ hơn cô. Dạ vâng, chữ màu đỏ thấy rõ hơn. Ok, có nghĩa là how old is he và how old is she, có nghĩa là anh ấy cô ấy bao nhiêu tuổi. Ok, và khi người ta trả lời mình muốn là người thay phiên họ trả lời, ví dụ như mình nói là cô ấy 10 tuổi hoặc là cô ấy 20 tuổi, thì mình sẽ nói là she hoặc là he is và mình nói tuổi họ ra. Ok. Yes. Tiếp theo một câu hỏi tên. Nếu mà câu hỏi tên thì mình phải hỏi như thế nào chị? Name. Very good. What is your name? What are your name? What are your name? What are your name? Okay. What is your name? Chứ không phải what are nhé. Em nhầm đi. What is your name? Ok. Có nghĩa là hỏi tuổi mình thì mình sẽ trả lời như thế nào chị nhỉ? My name is My name is very good. Vậy thì nếu mà hỏi anh ấy cô ấy tên gì thì mình sẽ nói là gì nè? he. Yes. So là what is her name? Ok. Ok. Có nghĩa tên cô ấy tên gì. Tiếp theo mình sẽ có một cái nữa. Đó là khi nào cái gì đó bắt đầu. Ví dụ như chị muốn mời chồng chị đi một buổi tối đi, thì mình sẽ có câu gì nè.
bữa ăn tối nhé. Mình sẽ có câu Hmm. mời chồng đi ăn tối. Đúng rồi, bà hôm trước có nhé. Đi chả đi nào. Yes, và nói nguyên câu nó sẽ là gì nè? Ví dụ như bạn có muốn đi ăn tối với tôi không? Thì mình sẽ nói như thế nào? He is dinner. Do you want to go to dinner Yes, that's right. Do you want to go to dinner with me? Có nghĩa là bạn có muốn đi ăn tối với tôi không? Đúng không nào? me? Vậy thì nếu mà giả định đó là một tình huống đi thì chồng chị sẽ hỏi lại là buổi tối bắt đầu lúc mấy giờ thì nó sẽ có một con. Là when is. Mình có thể thay chữ này the dinner hoặc là the dance hoặc là the movie. Tất cả đều có thể thay đổi được. Những cái này đều có thể thay đổi được. Có nghĩa là cái gì đó bắt đầu lúc mấy giờ chị nha, ví dụ như là cái gì đó, gì đó bắt đầu lúc mấy giờ. Ok, những cái mà đóng trong mặt là những cái có thể thay đổi được chị nhé. Ok. Ok, vậy thì when is, ví dụ như the dinner, the dance, the movie, những cái từ dinner, từ dance này đều có thể thay đổi được. Có nghĩa là cái gì đó bắt đầu lúc mấy giờ. Thì khi mà mình trả lời thì mình sẽ trả lời đơn giản nó thôi, như mình trả lời giờ thông thường thôi. Thì mình trả lời giờ thông thường sẽ trả lời như thế nào? I want to Ok. go to a Yes, câu đó có nghĩa là tôi muốn đi một buổi tối. Còn bây giờ em hỏi là khi nào buổi tối đó bắt đầu, thì mình trả lời giờ một cách đơn giản. Mình cứ nhớ giúp em nhé. Đối với giờ giúp, mình chỉ trả lời là it is. Rồi sau đó mình nói giờ ra là mình biết chị ha. Hoặc là khi người ta hỏi chị về, đúng không? Thì họ người ta hỏi chị về ngày tháng năm sinh của chị này, hỏi về giờ giấc của chị, thì mình chỉ cần một câu trả lời duy nhất thôi, là it is. Và mình nói ngày tháng năm sinh của mình ra, mình nói giờ giấc đó ra là ok chị nhé. Ok, It is 9 đúng p.m. rồi, very good, it is 9 p.m. Ok, tell me, Tom, when do you go to the dinner with your husband in on Saturday? Yeah. On Saturday. It is Husband concerts Ok. seven p.m. So on Saturday you have a concert with your husband at 7 p.m. Tức là ngày thứ bảy mình có một buổi ăn tối với chồng mình vào 7 giờ tối đúng không nào? Yes, very good. How about Sunday? Yes. Chủ nhật thì mình có không vậy nhỉ? Sơn đây thì husband Morris Oh. thêm game Oh, really? Is that yeah. real? Đó là sự thật à? Hay sao à? Hay là mình chỉ bịa thôi nào? Oh, really? Thứ bảy là đi xem hòa nhạc music Ok. chủ nhật Ok. thì đi xem phim Oh, wow, that's so happy. Are you happy? happy. Yes. Ok, vậy thì mình phải hỏi chồng mình đúng không nào? Hỏi những câu hỏi nào mình được không? Yes. Để cho chồng mình vui đúng không nào? Right? Ok. Ok, à, mình có nguyện vọng muốn học thêm câu gì không nào? Để trong buổi tối của mình thì chị cứ nói em nhé.
Ngoại trừ hôm nay thì em đã tổng hợp cho mình những câu mà mình đã được học rồi. Thì về sau, ngày hôm sau thì em sẽ hỏi lại hết những câu này nhé. Chị nhé. Ok, thì Chắc mình sẽ... không Thì mình cứ chép lại những câu này, sau này em hỏi thì mình biết cách trả lời ha. Còn bây giờ thì mình yeah. có muốn học thêm câu gì để cho buổi tối của mình nó thêm vui vẻ không nào? Thì em sẽ mở rộng ra cho mình ha. Tại vì bài hôm nay là bài mở rộng. Thế nào mình được tự do chị ha. À, Ok. là tại vì ông hay cứ ôm mà ngủ vậy đó. Mình muốn Ok. thử hỏi, thích nói là giống mình cũng thích được ôm như vậy ngủ vì trời lạnh. Oh. Ok. Vậy thì mình nói là bạn có thể ôm tôi được không, hay là mình muốn nói là tôi thích được bạn ôm nè. Hai câu. Tôi thích được 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 bạn ôm ngủ, cảm giác rất là thích, rất Ok. là ngủ rất là ngon. Ok. Vậy thì em sẽ hướng dẫn cho mình hai câu nhé. Câu đầu tiên sẽ là bạn có thể ôm tôi được không? Ok. Và câu thứ hai sẽ là tôi thích được bạn ôm. Ok. Khi nào nó cũng ôm ấy, ông cũng Ok. ôm ấy, Ok, mà nào. Câu đầu mình tiên. không biết biểu diễn lên cho nói cho họ biết à. Ok. Đúng rồi, thì hôm nay mình sẽ biết nha. I like you hug me. I like you hug me. Hug sẽ là ôm. I like you hug me. Có nghĩa là tôi thích bạn ôm tôi. Tôi thích Ai đây? you hug me. I like Hug me. you Đúng rồi. Nào, mình nói với chồng mình thì mình phải nói chuẩn để cho chồng mình dễ hiểu hơn nhé. Đầu tiên, I like. me. Đúng rồi, you. I Hug. like Đúng rồi, you hug là giống như chữ hớt tóc ấy ạ. Nhưng mà có âm g ở cuối. Hug. hers. Đúng rồi, me. Me. Đúng rồi, là tôi thích bạn. Ôm tôi. Ok. Yeah. Ok, very good. Ok, và câu thứ hai sẽ là bạn có thể ôm tôi được không? Thì sẽ là can you hurt me? hurt me? Là bạn có thể ôm tôi không? Can you hurt me? Đúng rồi, Can can you? I Yes. Oh my gosh, yes you can. Được chị nha. help? Yes. Ok. Can I Yeah. hug you? Yes. Ok. Very good. Là bạn có thể ôm tôi không? Ok. Can you hug me? Can hurt me? Vậy thì tôi có thể ôm bạn không? Thì giống như câu hỏi chị hỏi em vậy đó. Can I hug you? Can I hug you? Có nghĩa là tôi có thể ôm bạn không? Ok. Tôi có thể ôm bạn không? Ok. Very Hết good. chưa? Yes. Okay. I like you, hurt me. Yes, I like you hurt me. Có nghĩa là tôi thích bạn. Ôm tôi. Can I hurt Yes, can I hurt you? Vậy là tôi có thể ôm bạn không? Đúng không? can I Okay. hurt Đúng rồi. I like you hurt me. Yes, I like you hug me. Very good. Wow, that's so romantic. That's so cute. Oh my gosh. Know today I am single. Single là gì chị biết không nhỉ? Single là bạn trai No, no, no. Bạn trai sẽ là à, boyfriend. Ví dụ như chị nhé. không, Thì chị single sẽ là là... chưa có Đúng rồi, single sẽ là độc thân. Tôi độc thân. chồng. Oh my gosh. Tôi độc thân nhé, Ai nhưng mà tôi độc thân. Đúng rồi. À, em độc thân. Thế nên là khi mà chị kể cho em những câu chuyện này em thấy rất là thú vị chị ha. single, còn Yes. có cái là single là ca sĩ, Dạ đúng rồi. sing là đi Đúng rồi, singer. Singer chính là ca sĩ nhé. Ca sĩ, that's right. Very good. Còn single độc thân. Vậy thì đã cưới rồi thì mình sẽ có gì nè?
Cô dâu là gì? Cô dâu là bride nha. The bride. Rồi. Yes, the Rồi. bride. Yes, the bride. Có nghĩa là cô dâu. Còn Ok. the groom sẽ là chú rể. Oh. Yes, the bride là So cô dâu và the groom là chú rể. I like you. Hurt Yes, I like me. you hurt me. Can you hurt me? Có nghĩa là tôi có thể ôm bạn không? Hoặc là tôi, à không, bạn có thể ôm tôi không chứ? Yes. Và can I hurt you? Có nghĩa là bạn, tôi có thể ôm bạn không? Ok. Thì cái này đừng nhầm lẫn chị nhé. Tại vì cái vế nó khác nhau thì nghĩa nó sẽ khác nhau đấy ạ. Can you help me? Bạn có thể ôm tôi không? Đúng rồi. Là can I hurt you có nghĩa là tôi có thể ôm bạn không? Thì mình đứng là người được cái thế chủ động nhé. Yeah. Ok. Help you? That's so Đó. cute. I want a boyfriend. Can Oh my gosh, I em sẽ hỏi help chị where là gì nè? Where là ở đâu? you? Đúng rồi, where is my boyfriend? Is Ở my boyfriend? đâu? Where is Where is boyfriend? my friend you? Yes. Em hỏi là bạn trai của em đang ở đâu rồi. Oh yes. Yêu tôi có thể ôm bạn không? Đúng rồi. Ok. Ok, Yeah. very good. Vậy thì chị là một người đã I'm single. yes. Single. Single. Là tôi độc thân. Đúng rồi, còn nếu mình đã cưới rồi thì mình sẽ có một câu là I am married. Là tôi đã cưới rồi. Tôi đã cưới rồi là sẽ có câu là I am married chị nhé. À. Đúng rồi, là tôi đã cưới rồi. Cô dâu là chi bride. Yes, cô dâu là bride. Chú rể sẽ là groom. Bride. Tại vì làm cho cô dâu bữa nay mùa cưới ở bên này nè. Oh, really? Mà cứ cô dâu mà khó cứ nhầm lẫn hoài không có biết. Yes. Chị Krum. Yes. Là chú rể, bride là cô dâu nhé. Yeah. Vậy thì sao mình sẽ nói là bride hay là gì đó? Là ok. Yeah, ví dụ như là mình có thể nói chuyện với nó nói là he is bright beautiful, tức là bạn là cô Yes. rơ đẹp. Đúng rồi, very Yeah. good, that's Hoặc là she bright Yes. beautiful. Yes. He He bride chứ mà, he bride chứ, đúng không? Cô dâu của anh ấy thì phải là he bride. Còn còn chú rể của cô chú ấy rể. thì phải là his groom. Her groom. Mà cô dâu của Rồi. cô ấy, cô dâu của ấy thì phải là đâu. Cô dâu của anh ấy sẽ là his bride. His nhá, không phải he chị nha. His bride là cô dâu của anh ấy. Anh ấy. Đúng không nào? Còn chú rể của cô ấy thì phải là her groom. Ok. Hơn Groom. hơn. Đúng rồi. His her. Cái này học thuộc chị nhé. Mình không cần nhớ cũng được. Mình học thuộc giúp em. Thì mình nói đúng chứ không phải là he she nhé. He she là sai nhé. Chú rể của cô ấy. Bra là cô dâu, Đúng rồi. room là chú rể. Đúng rồi. Thì cô dâu phải là cô dâu của anh ấy thì phải là his bride. Còn groom chú rể thì phải là chú rể của cô ấy thì phải là her groom. Ok. Còn trường hợp đồng tính thì mình cứ thay đổi his với her lại với nhau thôi chị ha. Yes. Ok.
Ok. Vậy thì bài hôm nay thì mình em đã ôn tập lại cho mình những cái mà mình phải nhớ nhé. Những câu mình phải nhớ để mình học thuộc bài hôm nay. Thì những câu này em thấy rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đặc biệt là khi mà người ta hỏi đến thông tin của mình ấy, thì nó sẽ rất là cần thiết chị ha. Ok. Còn đây là những cái mình học thêm sau này. Ok. Ok. Vậy thì bài hôm nay mình có thể kết thúc tại đây rồi chị ha. Hôm sau thì mình cố gắng ôn tập bài chị nhé. Rồi, sau đó em sẽ ôn tập lại cho mình một lần ha. Ok. Ok, good night. And see you Good next time, night. ok? Ok. Good night. Ok, Thank you. chúc chị đi chơi với một chồng vui vẻ nhé. Ok. Bây giờ đi Ok. ngủ con này. Ok, vậy thì chúc chị ngày mai đi chơi vui vẻ nhé. Ok, thank Ok, you. goodbye. Thank you. Bye bye. Bye bye.